Chào mọi người, giờ lại tiếp tục giới thiệu người một cái dòng máy mài khuôn mini của hãng Desa, có công suất là 105W. Không đây, đúng rồi, 105W nha nè. Tốc độ quay vòng là từ 14.000 cho đến 30.000, thì cái này nó có được chỉnh tốc đó, 14.000 ha cho đến 30.000. Cái phi này nè, cái phi anh em mài tối đa luôn là tới 10, phi 10 ha. Đó. Mài tối đa luôn 10 nha anh em. Rồi. Giờ sẽ khui thùng cho anh em xem nha. Rồi, trong đây cho bị ra hai cái chỗ than nhỏ xíu siêu luôn. Một cái đầu giữ vậy thôi. À, máy nó không có gì nhiều đó, nó cho ta như đó đó. Như đây thôi nha anh em. Những cái máy này rất là thích hợp đối với anh em làm gì việc nhỏ nhỏ nha. Đó. Thì cái đầu này là cái sơ mi này, nó chỉ có một cái sơ mi này thôi. Anh em mua mua những cái này nè. À, sơ mi này chỉ có một cái duy nhất thôi, như thế này nha. Không có sơ mi Seiko nha. Đó, không có sơ mi Seiko. 150W thì anh em mài những cái đầu nhỏ, nhỏ thôi nha. Đó, còn muốn lớn hơn thì mình mua đầu lớn hơn chút. Thì cái này nó có cái điều chỉnh tốc độ nằm ở đây anh em ha. Đó, 6 số. Nha, 6 số. Rồi đủ hết rồi ha, nhìn rất là đẹp và gọn luôn nha anh em. Vô khoan những cái lồng chim hay gì đó ha, thì những cái gì nhỏ 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 anh em còn khoan ha, thì chúng ta dùng cái này. Cái này thì nó sẽ không có cái sợi dây nha, những cái dòng khác thì có sợi dây chụp vô, này không có, nó nhỏ như thế này thôi ha. Mà có hàng DSA nhìn rất là chất lượng luôn, anh em thấy cầm anh em thấy cảm nhận được ha. Giá mình cái hàng mình bán con này là 440.000, giảm cho anh em 5% nha, nhưng còn có 418.000 thôi, 418.000 cho con này nha anh em. Đó, on off nằm ở đây ha, kết rồi nè, nhìn rất là đẹp ha, mini nó nằm trong bàn tay như thế này. Cái chiều dài thì ngắn anh em, không có dài đâu, nó gọn hơn à nha. Thì cái con này nó dài từ đầu tới cuối tới đúng 2 tấc luôn nè, 2 tấc anh em ha. Rồi 2 tấc thôi, không có nhiều. Ốp kia đây, rồi ốp rồi ở đây ha. Wow, êm. Thứ một nè, thứ hai máy chạy rất là êm ha. Đối với những con này anh em là nhỏ nhỏ nha, không có ép được ha. Mình mài ép thì không sẽ thể nó ép được những con này được anh em ha. Đó, ép là nóng máy nha. Cái hàng của Desa anh em ha, cầm nhìn thấy rất là chất luôn ha. Một cái màu xanh nhìn cứng cáp nha anh em, rất là cứng. Đây là cái đầu để giữ cái đầu lại ha, khi mà chúng ta mở ha, giữ lại nè, đó cứng nè, ví dụ này chúng ta mở chúng ta siết ha. Đó nha, thì thông thường anh em xài á, anh em phải có cái cốt cái đầu mài ha. Thì để mình lấy cái bộ cho anh em xem. Thì mấy anh em có thể mua thêm cái bộ này. Bộ này thì có giá là 350.000 nha. Đó, 350.000 cho bộ này. Thì mình thử coi cái cốt này vô được không nha. Cứng quá. Cứng, à, vẫn vô được anh em. Cứng là vẫn vô được ha. Đó, đầu nó cứng. Đầu này. Nói chung mình xài được cho cái đầu này. Đầu này tầm khoảng cái 3 ly anh em ha. Đó. Rồi đó. Này vô mình xiết lại nữa nha. Còn đầu lớn hơn nữa thì không có được nha. Thì nó chỉ phù hợp với những đầu như thế này thôi. Vô nè ha. Đó, thì chúng ta xài thôi. Đó. Khi mà xài thì anh em để nó chỉ có một đầu semi này. Mình sẽ thử những cái semi này xem xài được không. Semi chắc không không được quá. Được luôn nha anh em, những cái sơ mi này bỏ vô xài được nha. Đó, những sơ mi mà kèm theo chỗ đây nè, anh em bỏ vô vẫn cứ xài được nha. Mình đã thử rồi nè. Đó, bỏ vô ha, xài xài được nha.
sẵn đây mình thử luôn để bữa nay mai anh em có nhà thử rồi mình cứ xài được không có câu ha. Này hơi lỏng rồi. Đó, bỏ vô. À, vừa ngào luôn ha, rồi cứng rồi đó ha. Ha. Ok ha. Đó, vậy chúng ta xài thôi. Vậy chứng tỏ là anh em xài cái bộ này ha, rất là phù hợp với cái máy này luôn. Những cái đầu này anh em vẫn bỏ vô xài được ha, nó có những cái semi như thế này. Ha, nó sẽ có bốn cái semi này, 1 2 3 những cái đầu này là bốn cái. Ha, bốn semi anh em có thể thay đổi để khi mà chúng ta xài những cái đầu nó phù hợp. Nha, vẫn xài được cho cái máy này. À, để mình chạy cho anh em yên tâm khi mà mua máy á, mình có thể mình xài để xài chung được đó, mình tháo ra thôi thì còn cái máy chung á, thì nó sẽ xài chung hết như vậy anh em ha. Đó rồi ok ha. Đó thì anh em có thể mua cái bộ máy này rồi, rồi cái máy này cái bộ này rồi ha. Cái máy này thì chỉ có 418.000 thôi, cái bộ này là 350 anh em ha. Nếu mà 418 ha, cộng cho 350 thì anh em chỉ có 768.000 thôi cho nguyên bộ như thế này kèm theo cái này ha. Thì chúng ta có thể về chúng ta các bạn nó cắt là thoải mái rồi ha, cắt cái gì nhỏ nhỏ ta cắt nha anh em. Đó, nhỏ gọn đẹp ha. Đó, kèm theo những cái mũi khoan trong đây, đây nè, đây có những mũi khoan này nè, mũi khoan này là chốc khoảng cỡ 1 ly đó nè, 1 ly thì mình xài cái đầu nhỏ nha. Đó, 1 ly thì mình xài những cái đầu phải nhỏ mới xài vô được. Thì trong đây nó sẽ có những cái đầu và 1 ly đây ha. Đây, bắt đầu. Đây nè, 1 ly nè, ta xài ở đây. Ha, siết lại là cứng luôn. Anh em ha, đầu muỗng 1 ly. Đó, bỏ đi xài thôi. Đủ. Khá như chỉ cần 4 đầu thôi là xài cho nguyên cái dàn này luôn ha. Đó, nguyên cái dàn này luôn. Nên anh em yên tâm xài. Rồi ok ha. Bộ này 350 nha. Đó. 350.000 cho bộ này. Rồi, còn cái máy này thì 418.000. Ok ha. Đẹp. Máy đi xa đường cái chạy rất là êm anh em ha. Mình đã cảm nhận được máy chạy cực kỳ êm luôn. Nhưng máy này là chỉ cắt, anh em phải cắt thôi chứ không có ép nha. Mình cắt từ từ vô chứ nó không thuộc dạng là ép, ép thì rất là nóng. Rồi. Chương trình khuyến mãi đến hết tháng này nha anh em. Anh em nhu cầu thì mình cứ qua cửa hàng mình lấy. Đó, nhìn ôi trời, như cái cây này của các bộ rồi. Rất là đẹp luôn. Thì những cái này mình sẽ có hàng mẫu anh em á. Đây nè, cái này mình để dưới trưng bày cho anh em đó. Em thể ghé cửa hàng mà xem. Thì có quyết định mua hay không đó là chuyện của mình ha. Những cái video mình giới thiệu và cho anh em xem thôi ha, còn chuyện quyết định mua không là thực tế mình mua đấy. Rồi giảm giá kịch sàn luôn, 418 cho cái máy này anh em ha, mini như thế này đây, rất là đẹp, hàng của Desa bảo hành 6 tháng cho anh em nha. Rồi cảm ơn, xin chào, hẹn gặp lại.